Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Vào giữa thế kỷ 18, có một nhân vật gây được nhiều sự chú ý trong giới thượng lưu châu Âu. Ông ta là một nghệ sĩ vĩ cầm và một nhà soạn nhạc tài ba, có thể nói sõi mọi ngôn ngữ châu Âu như người bản xứ và có kiến thức đặc biệt uyên bác về mọi lĩnh vực, nhất là lịch sử thế giới. Ông cũng được cho là có khả năng làm tan chảy kim cương và thậm chí biến kim loại thường thành vàng. Những người trong giới quý tộc châu Âu thường có lịch sử gia đình hàng trăm năm, nhưng người đàn ông này thì khác. Thực tế là trước khi ông ta đột ngột xuất hiện ở London vào năm 1743, ông ta hoàn toàn không tồn tại. Ông ta kéo đàn khiến khán giả rơi lệ, nhưng chẳng ai biết ai đã dạy ông ta. Ông ta có kiến thức uyên bác ở nhiều lĩnh vực, nhưng không ai có thể tra ra là ông ta đã đi học ở đâu. Ông ta cũng rất giàu có và chẳng ai có thể lý giải nguồn gốc khối tài sản đó. Điều đó thật vô lý. Một người đàn ông và một khối tài sản không thể nào mọc ra từ không khí được. Nhưng cho đến nay, chưa từng có lời giải thích hợp lý nào cho nguồn gốc của một trong những người đàn ông bí ẩn nhất hành tinh. Và chúng tớ đang nói về bá tước Saint-Germain, người bất tử đầu tiên trên thế giới. Có lẽ vậy. Hầu hết các nguồn trích dẫn năm sinh của ông là 1691 hoặc 1712. Nhưng theo chính chủ thì những ngày đó sai lệch hàng trăm năm. Một số người còn khẳng định chúng có thể sai lệch hàng nghìn năm. Chắc không? Chắc. Không ai biết ông sinh ra ở quốc gia nào, chứ đừng nói đến thị trấn hay thành phố. Chúng ta thậm chí còn không biết cả tên thật của ông. Đối với một nhân vật lịch sử nổi tiếng, mức độ mơ hồ đó quả thực đáng ngờ. Điều đáng ngờ hơn đó là người đàn ông dường như xuất hiện từ hư không này bằng cách quái quỷ nào đó, đã trở thành một gương mặt thân quen của giới thượng lưu châu Âu thế kỷ 18, nơi mà ông giao du với một số celeb hạng A thời bấy giờ, bao gồm Casanova, Voltaire và Mozart. Theo một số nguồn, bá tước Saint-Germain gia nhập giới thượng lưu bằng tài năng âm nhạc phi thường của mình. Wikipedia có liệt kê trên 60 bản nhạc do ông này sáng tác. Bá tước Saint-Germain được cho là một trong những nghệ sĩ vĩ cầm xuất sắc nhất châu Âu vào thời điểm đó, có khả năng khiến khán giả rơi nước mắt vì vẻ đẹp của âm nhạc. Sáng tác của ông đã từng được chơi tại nhà hát Opera London nổi tiếng. Danh tiếng đã khiến ông trở thành một nhân vật được giới quý tộc săn đón. Ông trở thành một trong những vị khách được mong đợi nhất trong những bữa tối xa hoa ở khắp London. Vào năm 1745, 2 năm sau khi đặt chân đến London, bá tước Saint-Germain bị bắt vì bị tình nghi là gián điệp. Horace Walpole, nhà văn và chính trị gia người Anh thế kỷ 18, con trai cựu thủ tướng Anh lúc bấy giờ Robert Walpole, đã từng viết về bá tước Saint-Germain như sau: hôm bữa họ bắt giữ một người đàn ông kỳ quái tên là bá tước Saint-Germain. Ông ta hát, chơi vĩ cầm tuyệt vời. Người ta gọi ông ấy là người Ý, người Tây Ban Nha, người Ba Lan, đã kết hôn với một gia tài lớn ở Mexico và bỏ trốn cùng với đồ trang sức của cô ấy đến Constantinople. Một linh mục, một nghệ sĩ vĩ cầm, một nhà quý tộc lớn. Hoàng tử xứ Wales rất tò mò về ông ấy, nhưng vô ích. Nó cho thấy rằng ngay cả trong thời đại của ông, không ai biết chính xác bá tước Saint-Germain là ai, đến từ đâu và có động cơ gì. Vì vậy, chuyện ông ta bị tình nghi là gián điệp là hoàn toàn hợp lý. Ông đã bị bắt và thẩm vấn, nhưng nhanh chóng được thả tự do. Không phải là từ tầng mười mấy nhỉ? Vì sức quyến rũ và lôi cuốn tự nhiên, và vì những người bạn ở vị trí rất cao trong giới thượng lưu Anh mà ông quen thân. Khi được thả, bá tước quay trở lại ngay với cuộc sống thượng lưu trước đó. Theo mọi lời kể, ông ta là một vị khách ăn tối tuyệt vời, có khả năng nói chuyện lôi cuốn và với hiểu biết sâu sắc về hầu hết mọi chủ đề, đặc biệt là lịch sử thế giới. Ông thường mô tả các sự kiện lịch sử chi tiết, cứ như thể ông đã từng sống quả trống vậy. Năm 1748, ông đã chuyển đến Pháp. Giống như ở Anh, giới quý tộc Pháp đã chào đón ông giữa vòng tay rộng mở. Họ thậm chí còn khoái ông hơn cả quý tộc Anh. Trong thời gian ở Paris, ông đã tiếp xúc với một số người nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Trong số đó có nhà thám hiểm người Ý Giacomo Casanova.
dành cho bạn nào chưa biết, Giacomo Casanova nổi tiếng với danh hiệu người tình vĩ đại nhất lịch sử. Ông có thành tích quyến rũ vô số người tình, theo một số nguồn là 132 cô gái, từ các nữ công tước, nữ diễn viên, nữ tu, thôn nữ cho đến gái điếm. Ấy vậy mà trong hồi ký của Casanova, ông này tấm tắc khen bá tước là vừa đẹp trai, vừa là người đàn ông hoàn hảo của các quý cô. Nó giống như bạn được Ngô Bảo Châu gọi là thần tượng toán học vậy. Một trong những mô tả nổi tiếng về bá tước Saint-Germain đến từ Voltaire, một nhà văn, triết gia và sử gia vĩ đại của nước Pháp. Voltaire đã gọi bá tước Saint-Germain là Wonder Man, tạm dịch là anh trai tuyệt vời, một người đàn ông không thể chết và biết hết mọi thứ. Ta ngưỡng mộ đại nhân như là thao thao giang thủy vậy. Nên nhớ rằng bá tước Saint-Germain được đồn đại là có khả năng biến kim loại bình thường thành vàng. Đây là một trong những mục tiêu của thuật giả kim. Và sau khi bạn chưa biết, một mục tiêu quan trọng khác của giả kim thuật đó chính là tìm kiếm bí mật của sự sống vĩnh hằng. Và bá tước Saint-Germain thậm chí tuyên bố đã tìm thấy nó. Khi đến Paris, ông công khai chia sẻ với bất kỳ ai tò mò rằng mình đã hơn 300 tuổi. Điều mà trong bộ phim The Man From Earth, nhân vật chính sống bất tử thường cố gắng che giấu. Ông ta cũng không quên ba hoa rằng ông sở hữu khả năng làm chủ thiên nhiên, có thể nấu chảy kim cương, tạo ra kim cương từ nước tinh khiết. Và tất cả những điều này chỉ là chuyện vặt vãnh đối với ông. Ông này chém kinh vãi. Ngoại trừ một số điểm chắc chắn là nổ, như là nấu chảy kim cương hoặc là nấu kim cương từ nước. Khi bạn sâu chuỗi các sự kiện lại, hoàn toàn có lý do để tin rằng bá tước Saint-Germain là một người bất tử. Đầu tiên, ông ta nói trôi chảy hàng chục thứ tiếng, chơi đàn violon điêu luyện và sáng tác nhạc. Hơn hết, ông ta hiểu biết đặc biệt sâu rộng và có thể nói về hầu hết mọi chủ đề, như thể ông ta là một chuyên gia. Liệu bạn có thể trở thành chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như vậy chỉ với một cuộc đời hay không? Hầu hết chúng ta chỉ là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, vì đơn giản là mất hàng chục năm để trở thành bậc thầy trong bất cứ công việc nào. Trong số đó, đáng ngạc nhiên nhất là sự hiểu biết gần như kỳ lạ của ông ta về lịch sử châu Âu. Người nghe thường nhận xét rằng ông kể chi tiết đến nỗi như thể là đã trực tiếp trải qua chúng. Có một cách giải thích đơn giản, đó là bá tước Saint-Germain không nói dối. Nếu như ông ta thực sự đã hàng trăm tuổi, điều đó có nghĩa là gia đình ông đã chết từ hàng trăm năm trước và không ai có thể truy ra ông là ai hoặc đến từ đâu. Nếu như bạn sống lâu hàng thế kỷ, việc bạn giàu có hoàn toàn dễ hiểu. Sau hàng trăm năm, những bất động sản có thể tăng giá nhiều lần và trở thành những gia tài kếch xù. Trở lại với câu chuyện, những ảnh hưởng của bá tước trong giới thượng lưu đã giúp ông lọt vào mắt xanh của chùm cuối server lúc bấy giờ. Đó là vua Louis XV của Pháp. Bá tước đã thuyết phục nhà vua rằng ông biết một loại kỹ thuật nhuộm màu có thể cách mạng hóa ngành công nghiệp dệt may của Pháp. Nhà vua hoàn toàn tin tưởng và đã giao cho ông hẳn một nhà máy để sản xuất thuốc nhuộm. Nhờ kiến thức uyên bác về thế giới và khả năng ngôn ngữ không thể nghi ngờ, năm 1760, vua Louis đã cử ông đến Amsterdam để đàm phán hòa bình giữa Pháp và Anh trong chiến tranh 7 năm. Nhưng thay vì làm điều đó, bá tước lại giúp đỡ một bá tước Hà Lan mở một nhà máy gốm sứ với tư cách là chuyên gia về lò nung và màu sắc. Điều này khiến vua Louis XV phẫn nộ và ban hành lệnh bắt giữ bá tước. Nhưng một lần nữa, bá tước Saint-Germain đã sử dụng tất cả sức quyến rũ của mình để thuyết phục chính quyền Hà Lan rằng ông ta đang bị gài bẫy và cho phép ông ta bí mật trở về Anh. Nhưng thay vì định cư ở Anh, bá tước đã dành 20 năm tiếp theo để du ngoạn khắp châu Âu. Ông ta dường như đã sử dụng một danh tính cho mỗi nơi mà ông ta đến. Lúc thì ông ta là bá tước Bellarmé, lúc thì là hiệp sĩ Shonning hoặc bá tước Zarogi. Có ít nhất 9 danh tính của ông mà chúng ta biết. Năm 1779, ông chuyển hộ khẩu sang công quốc Schleswig, ngày nay nằm trên biên giới giữa Đan Mạch và Đức, và kết thân với hoàng tử Charles của Hesse-Kassel. Hoàng tử là tín đồ của một giáo phái.
Ông ta say mê những cuộc nói chuyện của bá tước về thuật giả kim và cuộc sống vĩnh hằng. Tôn sùng ông là một trong những triết gia vĩ đại nhất từng sống. Trong 5 năm tiếp theo, bá tước sống trong lâu đài của hoàng tử, xây dựng một phòng thí nghiệm nơi ông luyện giả kim thuật, chế tạo đá quý và đồ trang sức. Nhưng vào ngày 27 tháng 2 năm 1784, một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra. Bá tước Saint-Germain qua đời. Vãi, thế mà bảo là bất tử? Ê, bình tõm, ông nhìn xem video đã hết chưa nào? Một năm sau cái chết đột ngột, có người đã trông thấy bá tước trong một hội nghị của hội Tam Điểm ở Paris. Một năm sau đó, ông lại xuất hiện ở Nga để diện kiến nữ hoàng Catherine Đại Đế. Trong hơn 230 năm kể từ khi bá tước Saint-Germain qua đời, người ta liên tiếp nhìn thấy ông trên khắp thế giới, từ Ấn Độ đến Cộng hòa Séc. Bá tước Saint-Germain đã truyền cảm hứng cho nhiều tôn giáo, trong đó ông trở thành nhân vật trung tâm, được gọi là bậc thầy thăng thiên, sánh ngang với Phật Thích Ca và Chúa Giê-xu. Tín đồ của các tôn giáo này tuyên bố rằng nhiều nhân vật quan trọng trong lịch sử như Francis Bacon và Christopher Columbus thực chất là các danh tính khác nhau của bá tước để dìu dắt nhân loại tiến bộ. Câu hỏi đặt ra là tất cả những tuyên bố đó có mấy phần sự thật? Câu trả lời là vài phần. Bá tước Saint-Germain hoàn toàn là một người có thật. Sự tồn tại của ông trong lịch sử đã được chứng kiến và ghi chép lại bởi rất nhiều người. Nhưng về phần còn lại, có phải ông đã tìm ra bí mật của cuộc sống vĩnh hằng, đã âm thầm hướng dẫn nhân loại trong hàng thiên niên kỷ, và liệu rằng ông có thể vẫn còn sống cho đến tận ngày này hay không? Câu trả lời là không. Bằng chứng quan trọng nhất chứng minh sự bất tử của bá tước Saint-Germain, ngoài lời nói của ông, đó là khả năng bậc thầy của ông ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ âm nhạc, ngôn ngữ, lịch sử, thuốc nhuộm và giả kim thuật. Thế nhưng khi bạn soi kỹ từng thứ một, những hạt sạn sẽ bắt đầu lộ ra. Đầu tiên, tất cả các nhà soạn nhạc vĩ đại trong lịch sử, những người tài năng hơn bá tước nhiều lần như Mozart, Beethoven đều chỉ sống một đời người. Những khả năng còn lại của bá tước trong hầu hết các trường hợp thì hoặc là bị phóng đại, hoặc là do chính ông ta bịa ra, giống như tên gọi của ông ấy. Bá tước nổ rằng mình là một chuyên gia thuốc nhuộm, thế nhưng chẳng có bằng chứng nào cho thấy ông từng tạo ra một loại thuốc nhuộm mang tính cách mạng nào. Nhà máy gốm sứ mà ông làm việc tại Hà Lan thì cũng phá sản không lâu sau đó. Khả năng của ông với kim cương, ví dụ như nung chảy kim cương, chắc chắn cũng là giả mạo. Kim cương chỉ có thể được nấu chảy dưới áp suất gấp 10 triệu lần áp suất khí quyển. Còn chuyện chế tạo kim cương từ nước hay là biến kim loại thường thành vàng, làm ơn. Khả năng ngôn ngữ gần như kỳ diệu của ông phải thừa nhận là hơi khó giải thích nếu như nó thực sự đúng. Và nó có vẻ cũng chỉ là một chút sự thật được gói trong rất nhiều lời cường điệu. Horace Walpole từng viết nhiều lá thư về bá tước. Đây là trong một lá thư khác. Ông ta nói tốt nhất là tiếng Ý và tiếng Pháp, mặc dù rõ ràng đó không phải ngôn ngữ của ông ta. Ông hiểu tiếng Ba Lan, hiểu và nói được một chút tiếng Anh, nhưng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha dường như mới là tiếng mẹ đẻ của ông. Không thể phủ nhận đó vẫn là một khả năng ngôn ngữ đáng nể, nhất là cách đây gần 300 năm, thời mà không có các trung tâm ngôn ngữ để bạn có thể đăng ký học. Nhưng theo ghi chép của Walpole thì khả năng ngôn ngữ của bá tước vẫn còn cách nói được mọi ngôn ngữ châu Âu trôi chảy như người bản xứ, một đoạn khá là xa. Có thể bá tước là một người sáng dạ, học hỏi rất nhanh. Ông đi khắp đây đó và học được nhiều thứ tiếng. Nhưng bạn không cần đến mấy đời người để làm điều đó. Về kiến thức đáng nể của ông về lịch sử thế giới và nhiều chủ đề khác, tôi không nói là nó không ấn tượng. Nhưng thính giả của ông hầu hết là giới thượng lưu, chứ không phải là các nhà khoa học. Vì vậy, không có cách nào để kiểm tra xem nó có thực sự đúng đắn hay là ấn tượng đến mức nào. Có thể ông là một nhà thuyết trình đại tài, một nhà hùng biện bậc thầy, còn uyên bác cỡ nào thì phải đứng trước hội đồng khoa học mới biết được. Có vẻ như bá tước chỉ đơn thuần là một người đàn ông có học thức,
cực kỳ thông minh, uyên bác và thu hút. Thay vì là một người đã sống hàng trăm, hàng nghìn năm và thu thập mọi kiến thức thông qua những sự kiện mà ông từng trải qua. Về chuyện người ta nhìn thấy ông sau khi ông đã chết, bỏ qua chuyện bạn lại không thể xác minh điều đó, thì tất cả những người tuyên bố đã tình cờ gặp bá tước trong khoảng 100 năm trở lại đây đều đã tham gia vào một tôn giáo nào đó có liên quan đến bá tước. Nói cách khác, tất cả những người này đều tin rằng bá tước là một nhân vật bất tử và đã sống hàng nghìn năm dưới nhiều vỏ bọc khác nhau để dìu dắt nhân loại. Nó giống như khi một người kể với bạn rằng họ mới gặp ma, bạn không tin, và họ nói với bạn rằng nếu như bạn không tin vào ma quỷ thì sẽ không bao giờ gặp được ma quỷ. Vậy thì điều đó có chứng minh là ma quỷ có thật hay không? Tớ cũng không biết nữa. Ngay cả trong thời đại của bá tước, ông ta cũng chịu ít nhiều sự hoài nghi. Việc Voltaire nhắc tới bá tước như một anh giai tuyệt vời, biết mọi thứ và không bao giờ chết, được người đương thời cho là một sự châm biếm, một kiểu nói đểu, khen đểu thay vì một lời khen thực sự. Về phần Casanova, trong hồi ký của mình, ông này đã thẳng thừng gọi bá tước bất tử là một kẻ lừa đảo có học thức và vô tính. Dù Casanova thường được người đời nhớ đến như là tình nhân vĩ đại nhất lịch sử, và có thể đúng là như vậy, nhưng mặt khác, ông ta cũng là một tên trộm, một kẻ lừa đảo, bịp bợm và nghiện ngập. Có lẽ những người có kỹ năng tương tự sẽ dễ dàng nhận ra nhau chăng? Phải chăng bá tước Saint-Germain chẳng phải một phù thủy bất tử mà chỉ là một kẻ lừa đảo, một trong những siêu bịp vĩ đại nhất từng sống? Từ một kẻ vô danh, bá tước Saint-Germain đã thâm nhập được vào tầng lớp thượng lưu của giới quý tộc trên khắp châu Âu bằng tài năng và sự duyên dáng của mình. Ông ta kết bạn với các vị vua, ăn tối với một số gương mặt nổi tiếng nhất trong lịch sử và thuyết phục cả người đương thời lẫn hậu thế rằng ông ta là một nhà huyền môn bất tử. Và đó không gọi là vãi chưởng thì gọi là gì nào? Ông này phát biểu nghe vãi chưởng. Nhưng vẫn còn một điều khó hiểu. Nếu như bá tước Saint-Germain thực sự chỉ là một người đàn ông bình thường bằng xương bằng thịt như tớ và bạn, thì ông ta là ai? Ông ta là con của ai và đến từ đâu? Rốt cuộc, đâu ai có thể sinh ra từ không khí? Theo hoàng tử Charles Hesse Castle, trong những ngày tháng cuối đời, bá tước đã tiết lộ một vài bí mật. Ông tuyên bố rằng mình đã 88 tuổi khi đến Schleswig và là con trai của Francis đệ nhị Rákóczi, một quý tộc Hungary. Rákóczi là nhà lãnh đạo một cuộc chiến giành độc lập chống lại triều đại Habsburg khét tiếng. Lo sợ con trai cả Leopold George của mình có thể trở thành mục tiêu ám sát, ông đã làm giả cái chết của con trai khi cậu bé mới 4 tuổi. Theo truyền thuyết, đứa trẻ đã được bí mật nuôi lớn, dạy dỗ và cuối cùng trở thành bá tước Saint-Germain. Điều này giải thích gần như toàn bộ bí ẩn xung quanh quá khứ của bá tước và trình độ học vấn cao cũng như gia tài kếch sổ của ông. Nhưng đến đây, cả tớ và bạn đều có quá nhiều lý do để nghi ngờ vị thần gió này. Trước hết, nếu như bá tước thực sự 88 tuổi khi ông đến Schleswig, thì điều đó có nghĩa rằng ông sinh năm 1691 khi cha ông 15 tuổi. Điều đó hoàn toàn có thể, mặc dù hơi kỳ lạ. Quan trọng hơn, một người đã dành gần như toàn bộ cuộc đời để nói dối về danh tính của mình, liệu cuối đời có chủ đích dùng cái đầu uyên bác và hiểu biết sâu rộng về lịch sử châu Âu của ông ta để chơi chúng ta thêm một vố nữa hay không? Chúng ta sẽ vĩnh viễn không có câu trả lời. Trước đây không, và bây giờ sau gần 300 năm càng không. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là những giai thoại về ông ta sẽ trở thành bất tử. Anh chị em có suy nghĩ gì về nhân vật này? Bạn có nghĩ rằng ông ta vẫn còn sống? Mời chia sẻ bên dưới. Như mọi khi, nhớ like để chúng tớ sướng, đăng ký VFX và rung chuông để nhận thông báo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.